Truyện vạn cổ thần đế, giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 285, Tịch Diệt Đại Đế. Cựu Linh Đại Thánh liên quan Ma Kiếm Đại Thánh nói: Bộ cực là hoàn toàn luyện hóa tàn hồn của Kim Sư Đại Thánh thành Đại Thánh chiến hồn của mình. Dựa vào tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ không có năng lực như vậy nha. Là ta ra tay giúp hắn một chút, Ma Kiếm Đại Thánh nói. Cựu Linh Đại Thánh nhẹ gật đầu, lộ ra ánh mắt như vậy mới hợp lý. Ma Kiếm Đại Thánh lại nói: Bất quá tiểu tử này là có thể thừa nhận được lực lượng của Đại Thánh tàn hồn, đích thực là để cho ta lòng mắt mà nhìn. Hắn coi như là từ trong rất nhiều đệ tử của ta trộn hết tài năng, tương lai có thể giúp sức tài bồi. Đôi mắt của Tô Thanh Linh chăm chú vào trên người Trương Dược Trần, nói: Các ngươi mau nhìn, ánh mắt của gia hỏa thể chất chí cao viên mạng kia rốt cuộc trở nên có chút chăm chú. Không biết lúc này đây bộ cực có thể thăm dò ra sâu cạn quá hay không. Long tượng mang dược. Trương Dược Trần đưa hai tay cốt cách trong cơ thể phát ra tiếng độ vang, lập tức có một long ảnh và một tượng ảnh hiện ra như hai hồng hoa cửu thú dự tượng, nhanh chóng đánh tới bộ cực. Âm ầm, song chưởng và hai móng va chạm bộc phát ra âm thanh long trời lở đất, lực lượng thánh đạo khuếch tán khiến cho bên ngoài thông thiên động thiên, các bay đá chạy, hình thành tượng đạo song lưng thanh khí, long hồn và tượng hồn thánh cấp hiển nhiên là kém xa Kim Sư chiến hồn đại thánh cấp. Cả hai va chạm, Kim Sư chiến hồn phát ra tiếng rung to chấn đát long ảnh và tượng ảnh. Trương Dực Trần cũng không lui lại, thanh khí trong cơ thể điên cuồng lưu động, ngưng tụ thành trường kinh càng cường đại hơn. Âm ầm, bộ cực giống như đạn pháo thẳng tắp bay ngược ra sau, lưng đụng vào một vách tường, bị đâm đến đại trường phòng ngự hiện ra. Thân thể của hắn từ trên vách tường chạy xuống, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân muốn tan rã. Làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể? Ta có tàng hồn của Kim Sư Đại Thánh, mà hai thú hồn của ngươi chỉ là thánh giả cấp, sao còn có thể thua ngươi? Bộ cực nắm hai đấm, cắn chặt răng, rất không cam lòng. Lực lượng thân thể của bộ cực cực kỳ cường đại, hơn nữa lại có đại thánh chiến hồn gia trì, ở cùng cảnh giới không sợ bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng hắn dùng tu vi thông thiên cảnh đỉnh cao cùng một thông thiên cảnh sơ kỳ giao phong, kết cục lại là thảm bại. Sự đả kích này đối với hắn thực sự quá lớn. Trương Nhật Trần nói: Đại thánh chiến hồn đúng là rất cường đại, diễn siêu long hồn và tượng hồn trong cơ thể của ta, nhưng chiến hồn vĩnh viễn chỉ có tác dụng phụ trợ, bản thân cường đại mới thực sự là cường đại. Ngươi đã thua ta 3 trận, nên cho ta 30 giọt ngưng chân thánh lộ. Bộ cực trướng đỏ mặt, cắn chặt răng, nói: Ta không cam lòng, tái chiến trận cuối cùng, tám chế tu di đến chân thánh sơ kỳ. Nếu ngươi có thể ngăn ta một kích toàn lực mà không ngã, tất cả ngưng chân thánh lộ trong bảo bình toàn bộ đều ghi ngươi, như thế nào? Ha ha, không biết xấu hổ. Một tiếng cười cực kỳ dễ nghe vang lên, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp theo tiếng cười xuất hiện ở bên ngoài thông thiên động thiên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Thanh Linh mặc thanh y giống như một cái u lan, đứng ở giữa bộ cực và Trương Dược Trần, cười nói: Áp chế đến chân thánh sơ kỳ có ý nghĩa gì? Còn không bằng trực tiếp dùng lực lượng chân thánh trung kỳ của ngươi. Mặt bộ cực càng đỏ hơn, nói: Chúng ta là luận bàn công bình. Tô Thanh Linh liếc mắt, nói: Ngươi đã dừng dùng lực lượng chân thánh cấp, còn có thể xưng công bình? Khoảng cách giữa chân thánh và thông thiên cảnh là khoảng cách của hai đại cảnh giới. Ngươi lại bảo một thông thiên cảnh sơ kỳ ngăn cản ngươi một kích, còn biết xấu hổ hay không hả? Phải mặc một cực cầu xin đói. Thanh Linh, sao ngươi lại giúp một ngoại nhân nói chuyện? Tôi Thanh Linh cười, nói: Đầu tiên, tất cả mọi người là tu sĩ quản hạt giới, đều là người một gia, ai cũng không phải ngoại nhân. Tiếp theo, ta không có giúp ai nói chuyện, chỉ nói sự thật mà thôi. Bộ cực tán đi thánh lực trên người, nói: Người đã không cho ta ra tay, vậy ta không ra tay. Dù sao thua ở trong tay thể chất chí cao viên mãn cũng không phải sự tình mất mặt gì. Trương Dực Trần một mực quan sát Tô Thanh Linh, tốc độ của nàng này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là một cường giả, chỉ sợ thực lực còn hơn bộ cực. Quảng hàng giới không hổ là một đại thế giới, nhưng ta xuất hiện lớp lớp, chỉ là thực lực của hai người trước mắt, chỉ sợ đã có thể so với mấy vị trên anh hùng phú. Tô Thanh Linh nhìn Trương Dực Trần cười nói: Ta là cửu linh nhất tục Tô Thanh Linh, về sau mong chỉ giáo nhiều hơn. Bộ cực ôm quyền nhìn Trương Dực Trần nói: Tại hạ đệ tử thứ 27 của Ma Kiếm Đại Thánh. Bộ cực, giờ rồi có chỗ đắc tội, mong người đệ rộng lòng tha thứ. Ta đã thua 3 trận, hiện tại cho người 30 giọt ngưng chân thánh lộ, tuyệt đối không nuốt lời. Không dội. Trương Dực Trần rất bình tĩnh, nói: Ngươi không cần áp chế tu vi, toàn lực ứng phó đi, ta tiếp một kích của ngươi tự xem.
Bộ Cực và Tô Thanh Linh đều đau đau. Tô Thanh Linh nhìn bảo bình trong tay Bộ Cực, rất nhanh thì hiểu được nguyên lai người này muốn tất cả ngân chân thánh lộ. Ha ha, Bộ Cực cười lớn nói, Thanh Linh, cái này không thể trách ta rồi, là hắn chủ động muốn tiếp nha. Tô Thanh Linh nhíu mày, thật có chút nhìn không thấu Trương Nhật Trần. Chẳng lẽ vừa rồi giao thủ với Bộ Cực hắn còn có dư lại? Cuối cùng Tô Thanh Linh vẫn nhìn không được nhắc nhở, khoảng cách giữa chân cảnh và thông thiên cảnh rất lớn, người nhất định phải hiểu rõ. Dạng dứt Bộ Cực không khống chế được lực lượng, người rất có thể sẽ trọng thương. Chỉ luận bàn mà thôi, không cần phải chăm chú như vậy. Không sao, Trương Nhật Trần nói. Tô Thanh Linh nhìn ánh mắt không hề bận tâm của Trương Nhật Trần, trái tim nhẹ nhàng nhảy dựng. Bởi vì ánh mắt kia của Trương Nhật Trần nàng chỉ gặp qua ở trên người gia gia Cửu Linh Đại Thánh. Ánh mắt kia cực kỳ bình tĩnh, lại tràn đầy tự tin, giống như trải qua ngàn vạn sinh tử, ngăn trở, nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế. Cuối cùng không sinh ra bất luận gợn sóng gì, tâm cảnh quán đã không kém gì những đại thánh tu luyện mấy ngàn năm kia. Bộ Cực không có sử dụng lực lượng mạnh nhất mà áp chế tu vi chân thánh sơ kỳ. Dù vậy, lần được kích phát ra đại thánh chiến hồn, lực lượng trên người hắn vẫn kéo lên mấy cấp độ. Toàn bộ thiên địa như hóa thành một vòng xoáy, cự sư màu vàng thì nằm ở trung tâm vòng xoáy, tựa như một hồng hoang cự thú thông thiên phệ địa. Cẩn thận, một kích này của ta không phải đơn giản có thể tiếp được. Bộ Cực tóc dài tung bay, cơ bắp toàn thân phồng lên, cùng đại thánh chiến hồn đồng thời lao về phía trước. Tàn lực của kim sư đại thánh cũng một thời khắc này điên cuồng bạo phát ra. Giờ phút này Trương Nhật Trần không thể không toàn lực ứng phó, từ trong không gian giới chỉ lấy ra trọng biên cổ kiếm, hai tay chăm chú nắm lấy chuôi kiếm, có đại lượng thanh khí tràn vào thân kiếm. Xôn xao, một cổ thiên văn hủy diệt kình từ trong trọng biên cổ kiếm bạo phát ra. Chân phải của Trương Nhật Trần bước ra, vận dụng ý cảnh kiếm thức, huy kiếm bổ ra và chạm với kim sư chiến hồn. Âm âm, kiếm khí và thú hoàng tàn lực kích xạ ra bốn phương tám hướng. Sau một khắc, Trương Nhật Trần và Bộ Cực đồng thời rút lui về phía sau, hai người kéo ra khoảng cách gần trăm trượng. Vậy mà không chia trên dưới. Tô Thanh Linh có chút khó tin, dù thể chất chỉ cao viên mạng mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể mạnh đến trình độ biến thái như thế. Bộ Cực cũng khá hốc mồm, nhìn nhìn hai tay của mình, lại nhìn Trương Nhật Trần đứng ở đối diện, cuối cùng cười khổ. Phục, không thể không phục, thể chất chỉ cao viên mạng đích thực là vô địch. Tô Thanh Linh ngăn chặn kinh hãi trong lòng, đi về phía Trương Nhật Trần, con mắt cẩn thận đánh giá hắn, nói, nguyên lai ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, nhìn ngươi vừa rồi điều động kiếm ý, người tu luyện hẳn là kiếm đạo của đạo gia nhất mạch, đúng không? Đạo gia nhất mạch, Trương Nhật Trần lẩm bẩm. Vô Tự Kiếm Phổ là thánh điện chi cao của Thái Cực Đạo, từ khi Thái Cực Đạo sáng lập đã được lưu giữ ở trong kiếm các, ít nhất cũng có ngàn vạn năm lịch sử, có thể nói là kiếm phổ xưa nhất. Còn lịch sử của thiên đình dưới lại chỉ mới 10 vạn năm mà thôi. Trương Nhật Trần không biết 10 vạn năm trước có phải Vô Tự Kiếm Phổ lưu truyền đến thiên đình dưới hay không, hoặc là kiếm đạo của đạo gia nhất mạch tương tự Vô Tự Kiếm Phổ. Bởi vì căn bản không có biện pháp trả lời Tô Thanh Linh, Trương Nhật Trần hỏi, đạo gia nhất mạch là có ý gì? Xem ra ngươi là vừa đến thiên đình giới cho nên cái gì cũng không biết. Tô Thanh Linh lắc đầu, sau đó nói, thiên đình giới tổng cộng tụ tập hơn 8.000 đại thế giới, từng đại thế giới đều là một thế lực, nhưng còn có một ít thế lực khác lại đồng lập với tất cả đại thế giới, đạo gia nhất mạch là một cái trong số đó. Thế lực của đạo gia nhất mạch cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là thánh địa thứ nhất của đạo gia Ngũ Hành Quang. Chỗ đó hội tụ cường giả đạo môn đến từ tất cả đại thế giới, chính là nơi tu sĩ đạo môn đàm luận đạo pháp và trao đổi tâm đắc tu luyện tốt nhất. Bộ Cực đi tới, nhìn không gian giới chỉ trên ngón tay Trương Nhật Trần. Trước đó hắn phát giác Trương Nhật Trần là từ trong giới chỉ lấy ra chiến kiếm, rất rõ ràng đó là một bảo vật không gian. Bảo vật không gian này của ngươi là nguyệt thần ban thưởng sao? Ta cũng có một bảo vật không gian, bất quá chỉ là một cái túi trữ vật, không gian rất bé. Giới chỉ của ngươi luyện chế cực kỳ tinh xảo, có lẽ không gian rất lớn à? Bộ Cực một bên nhìn không gian giới chỉ của Trương Nhật Trần, một bên bóc ra túi trữ vật của mình. Trương Nhật Trần cầm túi trữ vật phóng ra từ thực lực dò xét. Một lát sau, Trương Nhật Trần buông tay, nhẹ lắc đầu. Phương pháp sử dụng không gian minh văn và thủ pháp luyện khí của túi trữ vật kia hoàn toàn là bất đồng nội dung ghi lại trong thời không bí điển, hơn nữa phẩm cấp quá thấp. Rất hiển nhiên người luyện chế túi trữ vật kia cùng hắn không thuộc về một mạch. Trương Nhật Trần hỏi, ở thiên đình giới có nhiều tu sĩ tu luyện không gian chỉ đạo không? Ánh mắt của Tô Thanh Linh và Bộ Cực có chút khác thường, nhìn Trương Nhật Trần nửa ngày, sau đó mới nở nụ cười. Bộ Cực nói, không gian chi đạo, làng cổ chi đạo, nào có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Hơn nữa, dù tìm hiểu ra quy tắc không gian, nếu không mở ra không gian thường dõi ký, như vậy tạo nghệ trên không gian cũng sẽ không cao tới trình độ nào.
nhiều lắm là chỉ có thể trợ giúp nhất định đối với tu luyện. Chỉ có mở ra không gian thường dõi ký là tìm hiểu quy tắc không gian mới thực là không gian chuẩn không giả. Còn có hai loại tình huống khác. Loại thứ nhất, mở ra không gian thường võ ký, nhưng ở thời điểm ngươi long cửu biến là không tìm hiểu ra quy tắc không gian, không dung nhập quy tắc không gian vào thánh hồn. Loại thứ hai, không có mở ra không gian thường võ ký, nhưng ở thời điểm ngươi long cửu biến là tìm hiểu ra quy tắc không gian, dung nhập quy tắc không gian vào thánh hồn. Tuyệt đại đa số tu sĩ không gian đều trong hai loại tình huống này. Bọn hắn chỉ có thể được xưng là tu sĩ không gian. Tô Thanh Linh nói, tu sĩ không gian cực kỳ thưa thớt, một đại thế giới có thể đản sinh ra một hai người cũng đã khó lường. Mặc dù là đại thế giới bài danh trên dạng giới công đức bảng, tu sĩ không gian cũng ít đến thương cảm. Về phần không gian chuẩn không giả thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị xuất thí đều sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Một cực đói, tu sĩ không gian trong vũ trụ phần lớn đều đi không gian thường điện học tập và tu luyện, chỗ đó cũng là một thế lực độc lập với tất cả đại thế giới. Không gian thường điện, Trương Nhật Trần mặc niệm một câu, nhớ kỹ cái chỗ này, sau đó lại hỏi, tu sĩ tu luyện thời gian chỉ đạo thì sao? Tô Thanh Linh cười nói, tu sĩ thời gian còn thưa thớt hơn tu sĩ không gian, cũng càng thêm khó tu luyện. Phần lớn bọn hắn đều tu luyện và học tập ở thời gian thường điện. Trương Nhật Trần lại hỏi, có khả năng một tu sĩ có thể đồng thời khống chế thời gian và không gian không? Tô Thanh Linh và Bộ Cực liếc nhau, sau đó lắc đầu. Bộ Cực nói, đồng thời khống chế hai loại hàng cổ chi đạo, cơ hồ là sự tình không thể nào. Có lẽ có tu sĩ như vậy tồn tại, nhưng không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Tô Thanh Linh gật đầu, nói, ngươi phải biết, chỉ cần là tu sĩ không gian và tu sĩ thời gian có thành tựu nhất định, ở thiên đình giới đều có địa vị rất cao, đủ để bình cởi bình tọa với đại thánh. Những không gian chịu không giả và thời gian chịu không giả lợi hại kia, thậm chí có thể được thần mời trở thành thượng khách của thần. Bộ Cực dùng sức gật đầu, nói, túi trữ vật này của ta là tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện, từ trong tay một tu sĩ không gian tu di bán thánh cả đổi lấy. Ngoại trừ ta, lúc ấy còn có rất nhiều thánh giả đều mang theo vô số bảo vật tiến đến đổi lấy túi trữ vật, nhưng người ta chỉ chọn một bộ phận trong đó tiếp kiến, rất nhiều thánh giả đều bị cử ngoài cửa. Một vị bán thánh cũng kiêu ngạo như vậy? Trương Dược Trần nói, đúng là kiêu ngạo như vậy. Tô Thanh Linh nói, 300 năm trước, ông nội của ta đi gặp một vị tu sĩ thời gian, muốn mời hắn đến Thiên Linh Thánh Dực bố trí một trận pháp thời gian. Đáng tiếc, người ta căn bản cũng không có tiếp kiến gia gia, bởi vậy có thể thấy được tu sĩ thời gian còn gạo hơn tu sĩ không gian. Trương Dược Trần hỏi, bố trí trận pháp thời gian làm gì? Đương nhiên là vì tu luyện. Người phải biết, trong trận pháp thời gian tu luyện 2 tháng, bên ngoài mới qua 1 tháng, tốc độ tu luyện tương đương với nhanh hơn gấp đôi. Một ít tu sĩ thời gian lợi hại bố trí ra trận pháp thời gian, thậm chí có thể cho tỷ lệ thời gian đạt tới 3-1, 4-1, thậm chí cao hơn. Trong mắt Tô Thanh Linh lộ ra thần sắc hướng tới, tràn ngập tò mò với tu sĩ thời gian thường bí. Nếu 300 năm trước Cửu Linh Đại Thánh mời được tu sĩ thời gian kia ở Thiên Linh Thánh Vực bố trí ra trận pháp thời gian, chỉ sợ hiện tại tu vi của nàng đã đạt tới thánh vương cảnh, mà không phải còn dừng lại ở chân thánh đỉnh phong. Trương Nhật Trần nhìn số lượng tu sĩ thời gian và tu sĩ không gian ở thiên đình, đại khái đã có chút hiểu rõ, đồng thời cũng minh bạch một sự kiện, chỉ sợ thiên đình giới cũng không có người có thể luyện chế ra bảo vật thời không. Dù sao nhân vật có thể đồng thời nắm giữ thời gian và không gian, hơn nữa tu luyện tới đẳng cấp cực cao, chỉ có tu di thánh tăng coi như là thiên đình giới đoán chừng cũng rất có đảng sinh ra người lợi hại như tu di thánh tăng. Nếu không người nọ sớm đã ý chứng vạn giới, Tô Thanh Linh và Bộ Cực làm sao có thể không biết. Như vậy giá trị của mấy món bảo vật thời không ở cung lâu giới kia không khỏi quá dọa người đi. Đặc biệt là thiên luân ứng, tỷ lệ thời gian đạt tới 30-1. Trước kia tri giao chưa thành thần, chỉ có thể cho chính đại giới tử tiến vào thiên luân ứng tu luyện. Hôm nay đang đạt tới thần cảnh, chỉ sợ có thể cho rất nhiều tu sĩ tiến vào thiên luân ứng. Trương Nhật Trần cũng phải nghĩ biện pháp làm cho mình tu luyện nhanh hơn. Trận pháp thời gian, con bắt Trương Nhật Trần sáng người, chuẩn bị sau khi trở về lập tức đọc thời không bí điển, phía trên hẳn có phương pháp bố trí ra trận pháp thời gian. Bộ Cực đưa bảo bình chứng ngưng chân thánh lộ tới, cười nói, nguyện đánh bạc chịu thua, lọ ngưng chân thánh lộ này hiện tại quy ngươi. Trương Nhật Trần tiếp nhận bảo bình, khẽ gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị ly khai Xích Long Thánh Địa. Đúng lúc này, trong đầu Trương Nhật Trần vang lên thanh âm của Ma Kiếm Đại Thánh, đến Xích Long Thánh Địa gặp ta. Tô Thanh Linh và Bộ Cực hiển nhiên cũng thu được truyền âm giống nhau. Sau đó ba người bọn họ đồng thời bay về phía Xích Long Thánh Điện, gặp Ma Kiếm Đại Thánh và Cửu Linh Đại Thánh. Bái kiến Đại Thánh. Ba người đồng thời ôm quyền hành lễ. Ma Kiếm Đại Thánh nói, giờ rồi
bổn tọa thu được thường dụ của Nguyệt Thần. Ngày mai ông Nguyệt Thần Sương sẽ mở ra dạng thánh hội nghị, thương thảo đại sự liên quan đến quảng hàng giới sinh tử tồn vong. Nghe được tin tức này, Tô Thanh Linh và Bộ Cực đều lộ ra thần sắc kích động, cơ hồ đồng thời nói: chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy Nguyệt Thần nương nương sao? Cựu Linh đại thánh khẽ quát: Nguyệt Thần đại nhân chí cao vô thượng, há là các người muốn nhìn thì có thể nhìn. Ngày mai dạng thánh hội nghị sẽ do Ngô Tổ, Tịch Diệt đại đế còn có lão phu chủ trì. Về phần Nguyệt Thần có thể hiện thân hay không thì phải xem cơ duyên. Sau đó Cựu Linh đại thánh lại nói: trên dạng thánh đại hội hẳn sẽ từ trong các thánh giả chọn lựa ra một vị giới tử và một vị thần sứ. Ba người các ngươi đều phải chuẩn bị một phen, tranh thủ đạt được một danh ngạch bên trong. Tô Thanh Linh thoáng có chút kinh ngạc, nói: không phải chỉ có đại thánh mới có tư cách làm thần sứ sao? Vì cái gì trong thánh giả cũng sẽ chọn lựa ra một vị thần sứ? Cựu Linh đại thánh lộ ra thần sắc răng dày, nói: lần này tình huống đặc thù, không phải đã nói qua việc này liên quan đến quảng hàng giới sinh tử tồn vong sao? Thần sắc của Tô Thanh Linh và Bộ Cực trở nên nghiêm trọng. Trương Nhật Trần lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi: xin hỏi hai vị đại thánh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một hai câu giải thích không hứa được, ngày mai đến dạng thánh hội nghị ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Cựu Linh đại thánh nói. Ma Kiếm đại thánh nói: ngày mai phải đi Nguyệt Thần Sơn. Trương Nhật Trần, ngươi trước không cần về Nguyên Hư Phong thánh địa, ở lại Sinh Lòng thánh địa nghỉ ngơi một đêm. Có thời gian có thể cùng Bộ Cực và Tô Thanh Linh trao đổi thánh đạo và kim đạo. Các ngươi đều là hy vọng tương lai của quảng hàng giới. Nguyên lai ngươi gọi là Trương Nhật Trần. Tô Thanh Linh nhìn Trương Nhật Trần cười cười, sau đó lại nói: muốn biết mục đích Nguyệt Thần tổ chức dạng thánh hội nghị, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi có muốn biết hay không? Dù sao ngày mai cũng sẽ biết, ngươi nói hay không cũng không trọng yếu. Nói xong, Trương Nhật Trần thi lễ với hai vị đại thánh, sau đó đi ra Sinh Lòng thánh điện. Tô Thanh Linh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không ngừng dậm chân, tức giận đến cái má phồng lên, nói: có cần bất cần dương tình như vậy hay không? Là giống như một khối băng vậy. Đích thực là một người quái dị, ngoại trừ tu luyện hẳn dung như đối với cái gì cũng không có hứng thú. Một cực lắc đầu, cảm giác có chút xem không hiểu Trương Dược Trần. Ở lại trong một động phủ tu luyện của Sinh Lòng thánh điện, Trương Dược Trần bắt đầu toàn lực luyện hóa ngưng chân thánh lộ, danh dự từng giây, chỉ hy vọng tu vi có thể tăng lên nhanh hơn một tí. Tốn hao suốt một đêm, Trương Dược Trần đã luyện hóa được hơn 30 giọt ngưng chân thánh lộ, có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi đích thực là tăng lên một đoạn. Chỉ tu luyện một đêm thì có hiệu quả như vậy, ngưng chân thánh lộ quả nhiên là bảo dược khó lường. Trương Nhật Trần một bên đếm thử điều động quy tắc thánh đạo, một bên hoạt động cánh tay, dung nhập quy tắc thánh đạo vào trong thân khí. Sau đó một chưởng đánh ra ngoài, trên bàn tay bạo phát ra lực lượng, vậy mà trở nên càng cường đại hơn. Đến bên ngoài Sinh Lòng thánh điện tập hợp, thanh âm của Ma Kiếm đại thánh truyền vào trong óc Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần không có tiếp tục tu luyện mà nhanh chóng tiến về Sinh Lòng thánh điện. Còn chưa tới Sinh Lòng thánh điện đã chứng kiến từng đạo thanh quang phóng lên trời, mỗi một đạo đều cực kỳ cường hành. Rất hiển nhiên bọn hắn không có một người nào là kẻ yếu. Thời điểm Trương Dược Trần đến, bên ngoài Sinh Lòng thánh điện đã tụ tập hơn 100 vị thánh cảnh, bọn họ là tu sĩ cao cấp nhất trong Sinh Lòng thánh vực. Rất hiển nhiên muốn tham gia vạn thánh hội nghị đối với tu vi cũng có yêu cầu nhất định, thánh giả bình thường căn bản không có tư cách tham gia. Làn gió thơm đột vào mặt, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trước người Trương Dược Trần, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Ha ha, chỉ một đêm tu vi của ngươi lại có tinh tiến, người thực đúng là một cuồng dân tu luyện. Dáng người của Tô Thanh Linh giống như dây cung nhỏ nhắn, ngực căng tròn, đường cong mềm mại. Đứng ở bên ngoài Sinh Lòng thánh điện, Tô Thanh Linh là tiêu điểm tuyệt đối, từng ánh mắt đều đồng loạt nhìn vào thân thể mềm mại của nàng. Bất quá chư thánh quảng hàng giới đều biết thực lực của Tô Thanh Linh cực kỳ cường đại, hơn nữa có Cửu Linh đại thánh làm chỗ dựa nên không ai dám đánh chú ý tới nàng. Chỉ có điều bọn hắn đều hiếu kỳ, trong truyền thuyết Tô Thanh Linh là mắt cao hơn đầu, tính cách kiêu ngạo, toàn bộ quảng hàng giới không có mấy người có thể được nàng để vào mắt, sao sẽ cảm thấy hứng thú với một thông thiên cảnh. Ban kiếm đại thánh từ trong Sinh Lòng thánh điện đi ra, lập tức thanh khí trong thiên địa chấn động mạnh liệt, giống như sôi trào lên. Bái kiến đại thánh. Bên ngoài Sinh Lòng thánh điện hơn 100 thánh ảnh toàn bộ đều không người hành lễ với Ma Kiếm đại thánh. Xa xa trong Sinh Lòng thánh điện, những thánh giả và bán thánh cấp thấp kia càng quỳ xuống một bản lớn. Ánh mắt của Ma Kiếm đại thánh nhìn thoáng qua bầu trời, nói: chuẩn bị xuất phát. Lập tức Ma Kiếm đại thánh lấy ra một chiến hạm lớn cỡ lòng bàn tay, cánh tay hất lên, chiến hạm bay ra ngoài lơ lửng ở giữa không trung. Xôn xao, trong khoảnh khắc
Một chiếc cự hàm toàn thân tản ra thanh quang xuất hiện ở trước mặt Diêu Thánh. Hình thái của nó như một con kim ngưu nằm sấp, dài đến 300 trượng. Con đại thánh minh văn rộng rạp chẳng chịt đang vào. Cự hàm phản phất như có sinh mạng, vậy mà dùng một loại phương thức chưa có quy luật, phun ra đốt vào thiên địa thanh khí. Tôi Thanh Linh thấy Trương Dực Trần hứng thú với chiến hạm, vì vậy đi tới nói: đây là ma kiếm đại thánh, hao tốn tất cả tích xúc luyện chế ra bản nguyên thánh hạm, tên là Phục Ngưu Thánh Hạm. Khí linh của thánh hạm chính là một đạo thánh hồn của ma kiếm đại thánh, tiêu hết tất cả tích xúc của một vị đại thánh mới luyện chế ra được thánh hạm, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Trương Dực Trần có chút động dung. Trương Dực Trần không biết tích xúc của ma kiếm đại thánh nhiều bao nhiêu, nhưng tài nguyên ở thiên đình giới nhất định là vượt xa cô lương giới, cộng thêm tài phú của ma kiếm đại thánh ở quảng hàng giới, cả hai cộng lại chỉ sợ ma kiếm đại thánh sẽ giàu có hơn đại thánh của cô lương giới gấp bội. Tôi Thanh Linh nói: Phục Ngưu Thánh Hạm tùy tiện đánh ra một kích có thể hủy diệt một tinh cầu trong tinh không. Thời điểm giao phong với địa ngục giới, một chiếc thánh hạm là một đại sát khí khủng bố. Dù sao nó bạo phát ra lực công kích không kém gì ma kiếm đại thánh. Hơn nữa đại thánh công kích là hủy không được đó, có đó chiến lực và lực phòng ngự của ma kiếm đại thánh đều sẽ tăng lên rất lớn. Ở thiên đình giới, rất nhiều đại thánh đều muốn có một chiếc thánh hạm thuộc về mình, nhưng luyện chế thánh hạm cần tài nguyên rất khổng lồ, làm cho đại thánh cũng phải chùn bước. Trong tất cả đại thánh của quảng hàng giới không đến 10 vị có được thánh hạm. Trương Dực Trần nói: xem ra ma kiếm đại thánh ở quảng hàng giới là nhân vật cực kỳ lợi hại, có thể tu luyện tới đại thánh cảnh, người nào cũng phải tồn tại mà chúng ta cần nhìn lên. Tô Thanh Linh nhìn Phục Ngưu Thánh Hạm, ánh mắt lộ ra hào quang lửa nóng, cực kỳ khát vọng mình cũng có thể có được một chiếc thánh hạm như thế, có thể cưỡi thánh hạm du lịch thiên đình giới rộng lớn vô cùng, thậm chí giao du vũ trụ. Trương Dực Trần hỏi: Cửu Linh đại thánh đâu? Ngày hôm qua người đã phản hồi Thiên Linh Thánh Dực. Dù sao bên Thiên Linh Thánh Dực cũng có rất nhiều tu sĩ thánh cảnh sắp sửa tham gia dạng thánh hội nghị, dựa vào tốc độ của thánh giả không biết phải bao lâu mới có thể đổi tới Nguyệt Thường Sương, nhất định phải có đại thánh tiếp dẫn mới được. Tô Thanh Linh nói: tu sĩ thánh cảnh cao cấp nhất của Sinh Long Thánh Vực toàn bộ đều leo lên Phục Ngưu Thánh Hạm, sau đó thánh hạm bay lên phá tan tầng mây, như quái thú bay về phía Nguyệt Thường Sương. Phục Ngưu Thánh Hạm bạo phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ cần bay qua khu vực nào đều sẽ tạo thành chấn động cực lớn. Thời điểm Phục Ngưu Thánh Hạm bay đến trên không Sài Lan Thánh Vực, bán thánh và thánh giả của bên đường đều nhìn lên trời, lộ ra thần sắc kinh hãi. Khí tức thật cường đại, đó là thánh hạm của vị đại nhân vật nào? Một bán thánh cảnh toàn thân run rẩy hỏi. Sau khi Khổng Lăng Du chiếm Sài Lan Thánh Vực, tu sĩ bán thánh trở lên của Minh Đường đều tới đây tu luyện. Trừ lần đó ra còn có một ít thế lực khác của cung lương giới tới gia nhập, trở thành một thành viên của Sài Lan Thánh Vực. Khổng Lăng Du ngồi trong một thánh địa cổ xưa, tóc dài màu trắng giống như dòng sông phiêu động, ứng chứa quy tắc thánh đạo cường đại. Lúc này đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm Phục Ngưu Thánh Hạm, lộ ra thần sắc kiên kỵ nói: thánh hạm thật lợi hại, cường giả thiên đình giới thật đúng là nhiều không kể xiết. Phục Ngưu Thánh Hạm hoàn toàn bị đại thánh minh văn bao phủ, bởi vậy Khổng Lan Du không có phát giác được khí tức của Trương Dực Trần. Rất nhanh nàng lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nguyệt Thần Sơn là một sơn mạch hình trăng lưỡi liềm, lơ lửng ở trên không trung vạn trượng, sơn thể dài đến hơn 300 dặm, toàn bộ đều do thánh thạch và thánh ngọc tạo thành. Từ mặt đất nhìn lên, Nguyệt Thần Sơn giống như một ánh trăng cực lớn, cực kỳ xinh đẹp. Quảng hàng giới tổng cộng có 62 vị đại thánh. Giờ phút này, các vị đại thánh đều mang theo cường giả cao cấp nhất dưới trướng chạy đến Nguyệt Thần Sơn. Trong đó, có mấy vị đại thánh cũng không chế thánh hạm đi đến. Đại thánh có thánh hạm, rất hiển nhiên địa vị cao hơn những người không có một ít. Khí thế trên người bọn hắn rất mạnh mẽ, có một loại cảm giác uy lâm thiên hạ. Trong đó có một chiếc chiến hạm hấp dẫn lực chú ý của Trương Nhật Trần. Chiếc thánh hạm kia cực lớn, rất nhiều cung điện xếp ở trên bon thuyền, màu sắc cung điện tươi đẹp chói mắt, lại có từng đội tử dung mạo xinh đẹp hành tẩu ở trong các cung điện giống như cung nữ. Thế nhưng tu vi của các nàng ít nhất cũng là bán thánh. Tô Thanh Linh cũng nhìn về phía chiếc chiến hạm kia nói: đó là lục cung thánh hạm của Tịch Diệt đại đế. Trương Nhật Trần hỏi: tự cho mình là đại đế, người này ở quảng hàng dưới hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Bộ cực không biết từ chỗ nào xông ra, xuất hiện ở bên cạnh Trương Nhật Trần và Thu Thanh Linh, cười nói: sau khi Nguyệt Thần mất tích, Tịch Diệt đại đế là người duy nhất dựa vào sức một mình thống nhất quảng hàng dưới, được thần thụ tán thành, cho nên có thể phong hào đại đế. Thu Thanh Linh nói: Tịch Diệt đại đế là một trong ba vị đại thánh lợi hại nhất quảng hàng dưới, hai vị khác theo thứ tự là Cửu Linh đại thánh và Ngô Tổ. Bọn hắn là tồn tại có cơ hội tu luyện thành thần nhất, cho nên ở quảng hàng dưới có địa vị rất siêu nhiên.
Bộ cực nói: ta thu được một tin tức không tốt. Nhi tử thứ 3840 của tình diện đại đế Tịch Không Phá đã đột phá đến chân cảnh, trở thành người cạnh tranh thần sứ lớn nhất. Trương Nhật Trường nhíu mày nói: nhi tử thứ 3840 có ý gì? Là con trai thứ 3840 của tình diện đại đế. Còn có gì kỳ quái sao? Bộ cực bình tĩnh nói. Trương Nhật Trường há hốc mồm: một người sao có thể có nhiều con nối dõi như vậy? Bộ cực cười to: tịch diệt đại đế là chúa tể của một đại thế giới, đã sống mấy ngàn năm, sủng phi trong cung ít nhất cũng mấy vạn, có hơn 3000 con trai, hơn 5000 con gái, không phải chuyện rất bình thường sao? Tô Thanh Linh cũng không cảm thấy có địa phương gì kỳ quái, nói: tịch diệt đại đế là một nhân vật lợi hại, sinh ra nhi tử và nữ nhi đều huyết mạch và thể chất cực kỳ mạnh mẽ, hơn 3000 con trai và hơn 5000 con gái của hắn, trong đó có hơn 2000 người tu luyện đến thánh cảnh. Bộ cực cười nói: dựa vào lực lượng một người sáng tạo ra hơn 2000 thánh giả, tịch diệt đại đế là tấm gương học tập của chúng ta, bởi vì hắn thực lực chỉnh thể của toàn bộ quảng hàng giới mới mạnh hơn một bản lớn. Ánh mắt của Tô Thanh Linh phát lạnh, nhìn chằm chằm bộ cực. Bộ cực vội vàng bịt miệng, sau đó dùng sức lắc đầu nói: Thanh Linh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không học tập tịch diệt đại đế. Ngươi học tập cũng không có tác dụng gì, dùng thể chất của ngươi còn kém tịch diệt đại đế rất xa. Tô Thanh Linh không che giấu xem thường trong mắt chút nào, sau đó nhìn về phía Trương Nhật Trần mới lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: trong những con cái kia của tịch diệt đại đế có mấy người chân chính kế thừa thiên phú tuyệt đỉnh do huyết mạch cường đại của tịch diệt đại đế, bọn hắn từ nhỏ được bồi dưỡng khá tốt, từng người đều đạt đến 4 lần vô thượng cửa cảnh. Gia hỏa gọi Tịch Không Phá kia là một người trong số đó. Trương Nhật Trần lộ ra thần sắc không sao cả, vô luận là vị trí giới tử hay vị trí thần sứ hắn đều không có hứng thú, vô luận ai đi tranh cũng không liên quan gì tới hắn. Tô Thanh Linh thấy ánh mắt của Trương Nhật Trần lại trở nên bình tĩnh như nước, liền vắt hết óc tìm kiếm chủ đề Trương Nhật Trần cảm thấy hứng thú nhất. Đột nhiên con mắt của nàng sáng ngời, nói: người biết không, một khi được chọn làm giới tử và thần sứ sẽ có ban thưởng cực kỳ lớn. Ban thưởng gì? Trương Nhật Trần hỏi. Tô Thanh Linh nói: một dạng giọt ngưng chân thánh lộ. Trương Nhật Trần thoáng có chút động dung, nói: thật không? Tô Thanh Linh nói: gia gia chính miệng nói cho ta biết, tự nhiên là thật. Người phải biết, ngưng chân thánh lộ không chỉ có thể trợ giúp thông thiên cảnh cô đọng quy tắc thánh đạo, cũng có thể trợ giúp chân thánh và chi thánh cô đọng quy tắc thánh đạo. Một giọt ngưng chân thánh lộ cần 1000 viên thánh thạch mới có thể mua được. Một dạng giọt là 1000 dạng viên thánh thạch. Dù thánh giả rất lợi hại cũng không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, muốn mua một dạng giọt ngưng chân thánh lộ cần 100 dạng điểm công đức. Coi như là nhân vật xếp hạng thứ nhất trên thánh giả công đức bảng của quảng hàng giới cũng không có nhiều điểm công đức như vậy. Cho nên đói, cơ hội lần này cực kỳ khó được. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ giúp sức liều mạng đi tranh thủ một vị trí. Con mắt của Trương Nhật Trần trở nên sáng ngời. Nếu có thể cướp lấy 1000 giọt ngưng chân thánh lộ kia, có lẽ đủ để hắn trùng kích đến chân thánh cảnh. Bộ cực hít một hơi. Dù sao, vị trí giới tự kia nhất định là của Ngô Hạo. Chúng ta chỉ có thể hết sức đi tranh vị trí thần sứ. Mấy gia hỏa khác đều khó đối phó, huống chi hiện tại còn tác ra một cái Tịch Không Phá. Ngươi không phải công bố đánh bại Ngô Hạo sao? Sao bây giờ còn chưa nhìn thấy hắn? Cũng đã sợ rồi. Tô Thanh Linh cười nói. Sắc mặt bộ cực đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào phản bác được Tô Thanh Linh. Dạng thánh hội nghị bắt đầu, mời chư vị đại thánh và thanh dương tiến vào hội trường. Thanh âm của Cửu Linh đại thánh vang lên trên Nguyệt Thường Sương. Lập tức các đại thánh và thanh vương của quảng hàng giới hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía quảng hàng thần cung. Nhân vật thánh giả hiện tại còn chưa có cơ hội vào bàn, thánh giả không có tiếng vào hội trường, toàn bộ đều tụ tập ở biên giới Nguyệt Thường Sương. Trương Nhật Trần âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện phàm là thánh giả có thể đi vào Nguyệt Thường Sương ít nhất đều đạt tới thông thiên cảnh, số lượng cộng lại tiếp cận 1000, một con số cực kỳ kinh người. Số lượng nhìn như rất khổng lồ, nhưng bọn hắn là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của quảng hàng giới, là từ trong ngàn tỷ sinh linh trổ hết tài năng, trải qua không dưới ngàn trận đại chiến còn có thể sống tới bây giờ. Bất luận người nào cũng là bá chủ một phương, có thể một mình đảm đương một phía. Nếu có một cổ lực lượng đánh đá Nguyệt Thường Sương, diệt tất cả thánh giả trên Nguyệt Thường Sương, đối với toàn bộ quảng hàng giới mà nói là tai họa ngập đầu. Đương nhiên, dù đều là cường giả cũng có cường giả trong cường giả. Giờ phút này thánh giả ở đây tạo thành rất nhiều tiểu đoàn thể, những nhân vật đứng đầu tiểu đoàn thể kia không phải thực lực bản thân cường đại thì có bối cảnh cực kỳ đáng sợ. Cũng có một ít thánh giả xuất hiện ở bên cạnh Tô Thanh Linh và Bộ Cực, cùng bọn họ hàn huyên trao đổi. Trương Nhật Trần thì một mình một người đứng ở trong góc,
đánh giá những nhân vật đứng đầu kia. Trong đó một nam tử tóc rối tung anh vĩ, ở bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều thánh giả, mặc dù là thông thiên cảnh, chân cảnh chứng kiến hắn trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh sợ. Những đường thánh xinh đẹp động lòng người kia càng đi đến trước mặt hắn, lộ ra tư thái phong tình vạn chủng, phảng phất như cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đúng lúc này, nam tử anh vị kia phát giác được có người nhìn mình, vì vậy cũng nhìn về phía Trương Nhật Trần, phát hiện chỉ là một thông thiên cảnh nhỏ yếu, hắn liền khẽ lắc đầu, không để ý đến nữa. Hắn là người xếp hàng thứ nhất trên thánh giả công đức bảng, Ngô Hạo. Không biết lúc nào, Ngô Thanh Ninh lại xuất hiện ở sau lưng Trương Nhật Trần, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Hạo. Rất lợi hại, Trương Nhật Trần nói. Tô Thanh Ninh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói: đương nhiên lợi hại. Người phải biết, chỉ có điểm công đức đạt tới 50 dạng mới có thể đi vào thánh giả công đức bảng. Cho nên, trên thánh giả công đức bảng tuyệt đại đa số đều là chí thánh. Thế nhưng Ngô Hạo mới tu luyện trăm năm, đã có 470 dạng điểm công đức, diễn siêu những chí thánh thế hệ trước kia, cường thế leo lên vị trí thứ nhất của thánh giả công đức bảng. Trương Dương Trường hỏi: Bộ cực có bao nhiêu điểm công đức? Hắn đoán chừng tầm 50 đến 60 dạng điểm công đức. Bất quá, ở chân thánh cảnh liền có thể đi vào thánh giả công đức bảng đã cực kỳ lợi hại. Tô Thanh Linh nghĩ nghĩ lại nói: dựa theo gia gia lộ ra tin tức, vị trí giới tử nhất định là của Ngô Hạo, không thể nghi ngờ. Về phần vị trí thần sứ, có lẽ sẽ lựa chọn từ trong những chân thánh tiến vào thánh giả công đức bảng. Trương Nhật Trần đã quyết định sẽ cướp lấy một vạn giọt ngưng chân thánh lộ kia, tự nhiên có chút để bụng sự tình này. Kỳ thực nếu hắn chủ động đến xin nguyệt thần một vạn giọt ngưng chân thánh lộ, nguyệt thần nhất định sẽ cho hắn, nhưng một thánh giả và thường giao dịch vĩnh viễn sẽ ăn thiệt thòi. Hôm nay hắn xin nguyệt thần một vạn giọt ngưng chân thánh lộ, ngày mai hắn nhất định sẽ trả giá càng lớn. Đó sau, Trương Nhật Trần không thích cầu người khác, có thể dựa vào lực lượng của mình lấy thì tuyệt đối sẽ không đi xin. Trương Nhật Trần hỏi: ở chân thánh cảnh, nhân vật có thể đi vào thánh giả công đức bảng tổng cộng có mấy vị? Tính cả ta và bộ cực, tổng cộng chỉ có 4 vị. Hai vị khác theo thứ tự là linh đường của Thạch Linh nhất tộc Linh Mật và thuần thần truyền nhân Ôn Thịnh. Linh Mật chính là một viên minh nguyệt thánh thạch đản sinh ra linh tính, biến thành hình người, trời sinh có bất tử bất diệt linh thể, có thể nhẹ nhõm điều khiển thiên địa thanh khí, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Dù sao nếu người chống lại nàng ngàn vạn lần, không nên bị bên ngoài của nàng mê hoặc. Thực lực của nàng cực kỳ cường đại. Rất hiển nhiên, Tô Thanh Linh có địch ý với Linh Mật. Loại địch ý này chính là lựa nhân trời sinh đã có. Ánh mắt Trương Dương Trần nhìn qua bốn phía, rất nhanh tìm được thân ảnh của Linh Mật. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ bao phủ trong thánh vụ, đang đứng ở biên giới Nguyệt Thần Sơn, da thịt tuyết trắng óng ánh, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, toàn thân tản ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ là một thân ảnh bông lung đã đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Ở bên người Linh Mật tụ tập rất nhiều nam thánh giả trẻ tuổi, nhưng không ai dám nhích tới gần. Quả nhiên là chỉ có thể nhìn xa, không thể tiếp cận. Tô Thanh Linh thấy ánh mắt Trương Nhật Trần chăm chú vào trên người Linh Mật, lập tức ngăn cản ở trước người hắn, chỉ một phương hướng khác, nói: chứng kiến gia hỏa tay cầm cuốn tẻ tre kia không? Hắn là thủ thần truyền dân Ôn Thịnh. Hắn tu luyện là tinh thần lực, từ khi sinh ra đã dưới thủ thần học tập và tu luyện sinh mệnh chi đạo. Hôm nay cường độ tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 54 trung kỳ, có thể so với chân thánh cảnh. Cường độ tinh thần lực cấp 54 sơ kỳ và trung kỳ đối ứng chính là chân thánh cảnh, cấp 54 hậu kỳ và đỉnh phong đối ứng chính là chí thánh cảnh. Ngươi đừng nhìn hắn một bộ thao nhã, lại tu luyện sinh mệnh chi đạo, trên thực tế cực kỳ lợi hại, tạo nghệ trên pháp thuật sinh mệnh cực cao. Lúc trước bộ cực giao thủ với hắn không đến 10 hiệp đã bị hắn áp chế. Tô Thanh Linh đói, bộ cực vừa vặn đi tới, nghe nói như thế hai mắt không khỏi bốc hỏa quang, đói: tu gì của ta mới chân thánh trung kỳ, chờ ta tu luyện tới chân thánh đỉnh phong sẽ giao thủ với hắn, sẽ ta đánh không chớ thắng. Tô Thanh Linh cười ha ha. Ha ha, đáng tiếc người đã không có cơ hội đi trùng kích chân thánh đỉnh phong, hôm nay nhất định sẽ thua hắn. Bộ cực đang muốn phản bác, bỗng dưng phương hướng Quảng Hàng Thần Cung truyền đến thanh âm của Cửu Linh Đại Thánh: trừ thánh của Quảng Hàng giới có thể tiến vào hội trường. Kể vậy, chư vị thánh giả vội vàng thi triển thương pháp lao về phía Quảng Hàng Thần Cung. Thiên đình giới vốn là một vị diện cao cấp, coi như là thánh giả cũng không cách nào bộc phát ra tốc độ quá nhanh. Hơn nữa Nguyệt Thần Sơn có thần uy của Nguyệt Thần áp chế, chư thánh tiêu dùng áp lực sẽ càng lớn, bạo phát ra tốc độ càng thêm chậm chạp. Thế nhưng dù vậy, tốc độ của Ngô Hạo cũng cực kỳ kinh người. Cái thứ nhất vọt tới dưới Quảng Hàng Thần Cung,
bỏ sang người thứ hai 10 dặm. Thấy một màn như vậy, những đại thánh trong hội trường kia đều nhẹ gật đầu. Ngô Tổ vì quản hàng giới bồi dưỡng được một anh tài mạnh mẽ, dùng thiên tư của Ngô Hạo tương lai có dòng tiếng vào thánh giả công đức bảng của thiên đình giới. Có Ngô Hạo dẫn đầu, lần này thất giới công đức chiến chúng ta vẫn có sức liều mạng. Ngô Tổ là một trong tam đại cự đầu của quản hàng giới, ngồi vị trí cao nhất. Bất quá chỗ đó một mảnh hắc ám, ngay cả ánh sáng bay đến phụ cận cũng bị cắn đuốt, bởi vậy không có ai có thể chứng kiến thức ảnh của Ngô Tổ. Bất quá nghe chư vị đại thánh tán thưởng, những thánh vương kia của Ngô gia vẫn cực kỳ mừng rỡ, không hề lo lắng. Các thánh giả trên công đức bảng đều tiến vào hội trường trước tiên, ai tới trước tự nhiên có thể chọn lựa vị trí tốt nhất, hơn nữa còn có thể trước mặt các đại thánh bày ra thực lực của mình, xem như một cơ hội biểu hiện. Trương Nhật Trần không có thực lực biểu hiện mình, chỉ dùng tốc độ không nhanh không chậm đi về phía trước, cùng một đám thông thiên cảnh bình thường đi vào hội trường, ngồi ở một vị trí khá hẻo lánh. Dù sao cũng không phải ai tới hội trường trước thì có thể trở thành thượng sứ, không cần gấp gáp như vậy. Vạn thánh tề tụ, trên hội trường bạo phát ra thánh uy cương đại, chứng nhiếp đến thông thiên cảnh cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi im, không dám thở mạnh. Đổi lại thánh giả cấp thấp đối mặt trận thế như vậy, chỉ sợ sẽ bị chứng nhiếp đến quỳ rạp trên mặt đất. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vạn thánh hội nghị không cho thánh giả cấp thấp tham gia. Trương Dục Trần nhìn về phía quảng hàng thần cung, cung điện cao lớn nguy nga tản ra từng đạo thần quang rung động dân tâm, bất luận sinh linh đạo đứng ở trước mặt đó đều giống như một con kiến nhìn lên cựu thiên. Chỗ đó là chỗ ở của Nguyệt Thần, có lẽ Nguyệt Thần cũng đang ở trong thần cung nhìn xem chư thánh phía dưới. Chính vì trong nội tâm mỗi một vị thánh giả đều có ý nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn đều ngồi nghiêm chỉnh, tranh thủ hiện lộ ra mặt tốt nhất của mình. Nếu có thể được Nguyệt Thần nhìn trúng, không phải là một bước lên trời sao? Cựu Linh đại thánh ngồi phía trên, tóc trắng tung bay, dương giọng nói: hôm nay triệu tập mọi người đến Nguyệt Thần Sơn chỉ là muốn nói cho mọi người một sự tình cực kỳ trọng yếu, liên quan đến quảng hàng giới sinh tử tồn vong. Nghe trước đây không lâu, Tổ Linh giới, một trong các chiến trường ở Tây Phương vũ trụ, đã bị hủy diệt. Kế tiếp thiên đình giới sắp sửa trong tất cả đại thế giới ở Tây Phương vũ trụ mở ra một chiến trường mới, tiếp tục chinh chiến với địa ngục giới. Chiến trường mới sẽ từ trong Sa Đà thức giới lựa chọn ra. Oanh! Cựu Linh đại thánh mới nói xong, phía dưới không khỏi vang lên thanh âm xôn xao. Tổ Linh giới trở thành chiến trường chỉ mới 30 năm đã bị đánh hủy diệt rồi sao? Thiên đình giới và địa ngục giới chiến tranh trở nên càng thêm kịch liệt sao? Tuyệt đối không thể để cho quảng hàng giới trở thành chiến trường mới. Một khi trở thành chiến trường sẽ bị đánh cho hủy diệt, đời đời con cháu của chúng ta còn sinh hoạt ở đó, bọn hắn không thể gặp nạn. Nếu quảng hàng giới bước theo gót Tổ Linh giới, chúng ta sẽ thành tu sĩ mất đi mẫu giới. Ở thiên đình giới đây là tồn tại đáng thương nhất, chỉ là một đám sinh linh không nhà để gì. Liều chết cũng phải bảo vệ quảng hàng giới, tuyệt đối không thể để cho quảng hàng giới trở thành chiến trường mới. Cựu Linh đại thánh trông thấy tất cả mọi người nguyện ý bảo vệ quảng hàng giới mà trả giá tánh mạng, thỏa mãn nhẹ gật đầu nói: các vị ở đây chính là sinh linh cường đại nhất quảng hàng giới, muốn bảo vệ quảng hàng giới mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực chiến thắng trong thức giới công đức chiến. Chư thánh ở đây tuyệt đại đa số đều trải qua thức giới công đức chiến 30 năm trước, bởi vậy đối với công đức chiến một chút cũng không xa lạ gì. Cựu Linh đại thánh tiếp tục nói: giống như trước kia, thức giới công đức chiến chỉ là 4 khâu: thần cấp công đức chiến, đại thánh công đức chiến, thánh dương công đức chiến, thánh giả công đức chiến. Sau đó từ trong 4 mùa diễn đạt được tổng số công đức tiến hành bài danh, bài danh chót nhất sẽ bị chọn làm chiến trường mới. Thực lực chính thể của quảng hàng giới ở trong Sa Đà thức giới xếp hàng đếm ngược thứ hai, dựa theo tổng số công đức bài danh chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy chúng ta phải cố gắng lớn nhất, cầm xuống đệ nhất trong 1 khâu. Chỉ cần có thể lấy được thứ nhất thì không cần tiến vào tổng số công đức bài danh cuối cùng, sẽ không bị chọn làm chiến trường mới. Chỉ nháy mắt, trên vạn thánh hội nghị vang lên thanh âm kinh thiên động địa: vì quảng hàng giới mà chiến, dù chết không oán. Đúng lúc này trong đầu Trương Nhật Trần lại vang lên một thanh âm dễ nghe, thanh âm kia là có chứa hàng ý lạnh buốt. Nghe rõ quy tắc của thức giới công đức chiến không vậy? Trương Nhật Trần hơi ngẩn ra, nhìn về phía quảng hàng thần cung, sau đó nhẹ gật đầu nói: sự tình ngươi muốn ta làm là tham gia thức giới công đức chiến, không chỉ để ngươi tham chiến mà còn muốn ngươi trợ giúp quảng hàng giới lấy được vị trí thứ nhất của thánh giả công đức chiến. Thanh âm của Nguyệt Thần vang lên lần nữa. Trương Nhật Trần nói: chỉ cần quảng hàng giới lấy được vị trí thứ nhất của thánh giả công đức chiến thì chứng minh tiềm lực của toàn bộ thế giới, cũng tránh cho trở thành chiến trường kế tiếp.
đúng không? Không sai. Nguyệt Thần đói. Trương Dực Trừng đói. Được rồi, ta sẽ hết sức đi thử một lần. Thanh âm của Nguyệt Thần truyền ra lần nữa. Nhất định phải nói cho ngươi biết một sự kiện. Cùng lục giới cũng thuộc về một thành viên của Tây Phương Vũ Trụ. Sau khi tiến vào thiên linh giới, bọn hắn được an bài ở Sa Đà Thiên Vực. Trong Sa Đà Thức Giới, thực lực chỉnh thể của bọn hắn bài danh đếm ngược thứ nhất, cũng là đại thế giới có khả năng nhất bị chọn làm chiến trường mới. Trong mắt Trương Nhật Trần nổi lên một tia rung động, hai tay kim lòng không được siết chặt. Nguyệt Thần đói. Như thế nào? Đã hối hận rồi sao? Vấn đề này lúc trước ngươi đã hỏi một lần, hiện tại câu trả lời của ta vẫn là câu đó kia, sẽ không hối hận. Trương Nhật Trần đói. Nguyệt Thần tiếp tục đói. Lúc trước ta đã từng giúp đỡ cùng lục giới các người chiến đấu, thiếu chút nữa chết trận. Kỳ thực vô luận là đại biểu quản hạt giới hay đại biểu cùng lục giới đều là chiến đấu với địa ngục giới, không có khác nhau quá lớn. Không cần nói thêm nữa, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ từng cố gắng lớn nhất hoàn thành chuyện này. Cùng lục giới có thể trở thành chiến trường mới hay không, cái kia là chuyện sau này. Trương Nhật Trần cười tự diễu đói. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch câu nói kia của ngươi ở Thánh Mộc Phong, Trì Giao sẽ không thể nào để cho ta mang đi cường giả đến tim của Thánh Minh Đế Quốc, bởi vì đó là điểm mấu chốt của nàng, cũng là số mệnh của cung lục giới. Cũng được, bọn hắn còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu ở cung lục giới, có thể vì cung lục giới chiến đấu cũng là một chuyện tốt. Ở Vô Định Sơn chính là Nguyệt Thần ra tay cứu đám người Trương Dực Trực và Mục Linh Thi, cũng cứu hàng ngàn quân sĩ như băng thánh của Thánh Minh Đế Quốc. Đã đáp ứng điều kiện của Nguyệt Thần, Trương Dực Trực tự nhiên sẽ trả lại. Lúc này đây, Trương Dực Trực mới xem như chính thức đứng ở mặt đối lập của toàn bộ cung lục giới. Bất quá như vậy thì đã làm sao? Dù hắn muốn chiến đấu cho cung lục giới, cũng không có biện pháp lưu lại danh tự ở trên cung đức bảng của cung lục giới. Hiện tại hắn là thành viên của quảng hàng giới. Trương Nhật Trần đói. Nếu ta trợ giúp quảng hàng giới thắng được vị trí thứ nhất của thánh giả cung đức chiến, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Ngươi là muốn bàn thưởng hay là muốn đói điều kiện? Nguyệt Thần đói. Không có một thánh giả nào có thể cùng thần đói điều kiện, tối đa chỉ có thể cầu một ít bàn thưởng. Thần tùy tiện ban thưởng mỗi gì đó, thánh giả cũng mừng rỡ như điên, sẽ coi đó là thực vật cung phụng. Vừa rồi Trương Dực Trần không dùng ngữ khí cầu ban thưởng, mà giống như nói điều kiện với Nguyệt Thần. Trương Dực Trần đối mặt một vị thần linh chất vấn, cũng không có biểu hiện sợ hãi rụt rè đói. Cứ cho là như vậy cũng được, dù sao ngươi là thần, ta là người, nhưng không đáp ứng cũng không có quan hệ gì. Ta như trước sẽ thay quản hàng dưới tham gia công đức chiến. Nguyệt Thần lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là cảm thấy Trương Dực Trần quá cả gan làm loạn, cũng dám bảo phạm thần linh. Đối với nàng không có một tia kính sợ, nhưng nàng là không thể không đáp ứng Trương Dực Trần, bởi vì hiện tại nàng rất cần Trương Dực Trần. Không hề nghi ngờ, lúc này đây quân cờ bắt đầu phản chế người chơi cờ. Nếu người chơi cờ thỏa hiệp, về sau chỉ sợ quân cờ sẽ càng không an phận. Cũng lên đại thánh đói. Dựa theo ý tứ của Nguyệt Thần, ở trong chư vị thánh giả sẽ chọn ra một vị giới tử và một vị thần sứ. Giới tử phải do người mạnh nhất trong thánh giả đảm nhiệm, phụ trách lãnh đạo toàn bộ thánh giả của quảng hàng giới, toàn lực ứng phó, đoạt được càng nhiều điểm công đức càng tốt. Ý tứ của lão phu, tịch diệt đại đế, còn có Ngô tổ, giới tử sẽ do Ngô Hạo đảm nhiệm, mọi người không có ý kiến chứ? Sư tinh tam đại cử đầu quyết định, ai còn dám có ý kiến? Nói sau, ở thánh cảnh Ngô Hạo vốn là vô địch thiên hạ, ai còn dám đi khiêu chiến hắn? Không có ý kiến. Chư thánh cùng kêu lên đói. Ngô Hạo ngồi vị trí khá gần trung tâm, thấy không có người khiêu chiến hắn, trong mắt hiện lên thực sắc thất vọng. Hết tập 285. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.